Rồi, và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Long Hunter Challenge ở trong Chiều Mình Chị Đát. Đây sẽ là tập thứ 3 của series này nha mọi người. Thì trong series này mình sẽ chơi những thử thách mà do fan làm ở trong tựa game Chiều Mình Chị Đát. Thì bây giờ mình sẽ search tên Long Hunter là nó sẽ hiển thị ra một đống level tên là Long Hunter Challenge. Thì mình sẽ lần lượt chơi những level đó và cố gắng hoàn thành nó. Ở đây có gì lạ lạ nè mọi người ơi. Cái này là của Phát Đẹp Trai GD. Đây chính là cái challenge đầu tiên của ngày hôm nay mọi người ạ. Ok, chúng ta sẽ cùng chơi nha mọi người. What gì đây? Wait what? Ôi, gì mà cà lắc thì giật vậy? Gì nữa tôi. Ok. Một item, let's go. Mình sẽ hiển thị đồng hồ dưới đây. Mọi người có thể xem nó và mọi người sẽ biết là mình đã dành bao nhiêu thời gian cho một con level. Ok, khá là hay nha. Mình thấy khá là thích cái challenge này. Và mình quyết định là từ tập ngày hôm nay, mỗi lần mình hoàn thành một cái challenge là mình sẽ ghi vào GG và 100%. Ok, rồi chúng ta có một cái challenge mới. Đó chính là Long Hunter của Thanh F Nam DX. Rồi, nhạc của Dulomestro. Mình không biết như thế nào nha mọi người. Gì đây? Ồ, thấy khá là thú vị nha. Mình thấy cái design khá là thú vị á. Quầy quá. No way. Gì đây? Ok, Spider. Yes. Ok, nhắc đến cái con level Dulomestro á, thì nếu như mọi người chưa xem mình chơi level đó thì mọi người có thể ấn vào đường link phía trên đây. Rồi, tiếp theo là Long Hunter Challenge của Khoa ESE. Rồi, ok. Ôi, cái gì đây? Ôi, gì? Cái này giống của Slaughterhouse đó mọi người. What the hell, bro? Ôi, Slaughterhouse hả? Ôi, đừng nói Slaughterhouse nha, tôi hơi bị sợ rồi. Rồi. Đi. Ôi. Ồ. Grip O nè. Ui. Ok, mình sẽ cố gắng chơi không cần Rocket Mode nha mọi người. Để xem là mình có thể side read được gameplay của mọi người hay không. Ui. Qua được rồi, let's go. Gì đấy. Rồi, gán qua lại nữa coi. Khúc nãy khó thiệt các mọi người. Khúc nãy mình nghĩ là khó nhất level á. Mà có thể là mình chưa gặp cái đoạn khó hơn của level mọi người ơi. Nữa. Thôi, tôi bỏ cuộc. Tôi sẽ chơi thử practice mode cho mọi người. Đây, cái này tao miên trễ nè, rồi gì nữa ta? Cái này là quay nè. Cũng không khó lắm mọi người ạ. Lẽ ra vẫn có thể đi tiếp. Không, cái gì đây, cái gì đấy? Chúng ta phải canh kiểu... alright. Ôi, cái gì đấy, bất ngờ nha. What? Mình tưởng đâu mình sẽ nhảy cái gai phía dưới nhưng mà không, chúng ta phải nhảy cái gai phía trên. Kiểu nó dịch chuyển bất ngờ quá. Ôi, được nè. Ok. Ok, đi được. Cái này chúng ta phải đi xuống dưới đây nè. Ở đây có gai giả trên đây. Ok. Dưới đây là... gì nữa đây? Hơi rối rồi nha. Bắt đầu mình cảm thấy là mọi người càng làm những challenge khó cho mình nha. Ơi, gì đây? Queen Cutter nữa mọi người ơi. Wow. Thú vị nha. Challenge cũng hơi khó nha mọi người. Nữa nè. Oh no. What? Ok, qua được rồi. Đấy, cúp này đúng rồi. Chuẩn, đi qua khúc này. Đúng rồi, ấy đúng rồi. Yes. Cố lên. Cố lên. Ok, chúng ta đã mất 116 item. GG nhá. Level khá là vui. Ở đây có một cái Long Hunter Challenge mà mình chơi nè. Của bạn Lâm XSL. Cái gì đây? Ok. Tiếp theo là của Trịnh Huỳnh. Bạn này xài cái nhạc của con level Athanatos nè. Mình rất là thích cái nhạc của con level đó luôn. Nhưng mà con level thì không. No. Ok, gì đây? Ship hả? Mình tưởng là quay chứ. Gì đây? Gì đấy? Có vấn đề rồi đó. Gì đây? Roblox, what? Sao challenge nhìn nó bự ấy nha? Gì? What the hell, bro? Gì đấy? Slaughterhouse hả? No way. Này đi sao ta? Oh my god. Hơi qua được rồi nè, nhưng mà hơi khó nha. Oh my goodness. Gì đây? What? Gì đấy? No way. Gì đây, gái anime gì nữa nè? Ủa gì đấy? No. Nhìn cái level muốn hấp hối vậy.
Oh no, cái gì đây? Tại sao lại có mặt của Peter ở đây? No. Oh my god, cái đoạn này khó quá cực kỳ luôn mọi người ơi. Ui, trời trời trời. Oh, wow. Oh, quá tiếc vậy. Nhưng mà qua được đoạn đó chứ chắc gì mình đã thắng mọi người à. Tại vì đoạn sau có một cái đoạn quay khó nữa mọi người ạ. À. Mình không biết bài này có thực sự verify hay không nha, hay là hack nha. Oh, xem qua được rồi. Oh. Ôi, mình giờ mình qua được nữa rồi, nhưng mà mình chết chỗ này. Lại nữa mọi người ạ, à. Trời ơi. Ôi, xem được. Oh my god. Oh my god. Nãy giờ mình chơi cũng nhiều lắm luôn mọi người. Mình nghĩ là mình không chơi được level này đâu. Tại vì cái phần quay của Slaughterhouse á, nó quá khó. Mình cảm giác như là nó bị lost base á mọi người. Nó dựa vào may mắn hay gì mới qua được hay sao á. Với lại bạn này rất là kinh khủng luôn. 22 Demon và biết được Zero Stream nữa. Ok, level tiếp theo là của bạn TQTHG. Ok, hy vọng là một cái challenge có thể chơi được cho mọi người. Đừng có quá khó. Ok, cảm ơn nha, cảm ơn nhiều. Cho bạn một like vì đã làm level vừa tầm chơi. Cái này là của How hát gì á. Hả? Oh no, gì đấy? À, gì đấy? Không, mình không chơi quay nhỏ được đâu mọi người ạ. Cái này phải chơi quay bự mới được. Kiểu vậy nè. À, đúng rồi. Oh no. What? Gì đấy? Vậy sao chơi? Oh no, what? Này tôi slam không nổi đâu nha. Trời, kêu làm cho lên mà mọi người đều làm mấy level impossible không vậy? Trừ khi mình speed hack chậm lại mình mới qua được thôi mọi người ạ. Chứ đoạn này mình đâu có qua được đâu. Nó bất khả thi đối với mình không thể là spam được như vậy. Không có like nào cho bạn hết tại vì bạn làm level bất khả thi. Ở này của kẻ bất thành hả? Kẻ ba thanh gì đó. Kẻ bất hạnh đúng rồi, kẻ bất hạnh. Rồi, ok. Bình thường. Rồi, mức độ bình thường. Ok. Rồi, bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Oh no. Không làm gì đâu không? Ủa. Úi, đúng rồi. Ôi. Nãy mình không biết mình có cần phải làm gì hay không đó mọi người, hay mình chỉ cái việc để yên đó thôi. Giữ click. Đứng lại. À. Ok, đứng lại sai chỗ. Đứng lại. Yeah, đứng rồi. Ok. Rồi, ok. Triple spy luôn hả? Triple spy luôn hả? Ủa, ok, hết rồi. Rồi, gì nữa ta? Nhảy nè. Triple spy nữa nè. Nhảy. Rồi, gì nữa? Hai guy. Ba guy. Nãy gì nữa? Ồ, tôi không thấy đường. Ồ, làm gì sao biết đường ra chơi? Phút này là chúng ta phải ấn liền. Đây. À, gì nữa đây? Gì nữa? Oh. Rồi. Bay lên nào. À! Wow, mình ngán ở chỗ là mình phải chơi mấy level dài vậy mọi người. Ok. Xem chết. Ok. Yeah. Trời ơi, bị attempt mà 7 phút lận nha mọi người. Tiếp theo là của bạn HKLL Long Hunter Challenge. Ok. Nhạc Kinos luôn. Oh my god. What? Lên trên đó hả? Lên trên nè. Rồi. Gì ở đây? Ôi, gì đấy? Thăm miên nữa cơ. Oh no. Ôi, gì đó? Ôi, what? No way. Ôi, hết hồn nha. Gì đây? Ôi, đã. Ôi, khoan. Ủa, cái gì đó? Như mình nói khoan giống như cái nhạc là sao vậy? Không hiểu luôn á. Yeah. Khá vui mọi người ạ. Hello anh, hello em. Đây là một cái challenge của một bạn cái tên rất là kỳ mọi người ạ. Mình sẽ che lại. Và thực ra là mình đã chơi cái level này rồi. Nó khó phải trưởng ra. No way. Nhìn đi. Oh my god.
cái này cứ như là VSC nhưng mà nó dễ hơn. Mình nghĩ là dễ hơn nhiều nhưng mà mình chắc là vẫn không thể nào chơi được level này. Kìa nó quá khó đối với mình hay sao mọi người ạ? À? Nè, đặc biệt là chỗ này nè. Cái chỗ này vô cùng hẹp luôn á. Nhìn đi mọi người nghĩ mình có thể đi qua được cái chỗ này á? À? Nó hẹp cực kỳ luôn. Nếu như lại bỏ được cái chỗ đó thì mình nghĩ là mình có thể chơi được. Ồ, thực ra là qua được á mọi người, mà nó khó lắm luôn mọi người. Trời ơi, nó khó gì đâu mọi người, nhìn nè, nhìn nè, khúc này nè. Ờ, nó vậy á mọi người. Mình sẽ thử chơi đoạn đầu nha mọi người ơi, để xem mình có thể đi được bao xa. Ồ, đi được 32%. Mình sẽ chơi đến khi nào mình qua được cái chỗ hẹp hẹp kia thôi. Ồ, what? Hên nha, cái này mình đang hên nha, chứ không thể nào mình qua được một lần thử vậy. Ồ, thôi mình bỏ cuộc. Tiếp theo chúng ta có challenge của Sky FMCGD. Gì đây? Ồ, thử thách bay thẳng à? Nope. Ồ, chúng ta phải spam mọi người ạ. Ok, rồi, chìa khóa. Rồi, chúng ta có Queen Copter. Đó, đây, như đây. Ok, được verify bởi Long, Long nào nữa? Chắc là mình chính là verifier. Rất là vinh dự luôn mọi người ạ. À. Chúng ta có challenge của Jackpan126. Để xem như thế nào. Là challenge của Chin X Akiki. Gì đây mọi người? Wait, what? Hơi căng rồi nha. Này Spider hơi bị khó rồi nha. Oh no, gì đây? Ui, gì đây? No way. Ôi, cái này phải chơi Rocket Mode mọi người ạ. À. Ôi, gì đây? Ủa? What? Thứ ra không cần tham miên luôn mọi người. Nhìn nó khó vậy mà không cần tham miên á. Gì đây? Oh no, nice circle. Memory, no way, gì đấy? Ờ, tôi không biết đường đi nha. Thiệt á. Chi Long Hunter. Ủa, mình thấy có memory gì đâu ta? Thật sự là chả có gì memory hết trơn á mọi người ạ. Alright. Ok, memory giữ chưa? Memory giữ chưa? Ok. Let's go. Đây là challenge của bạn Cường G. Hình như mình đã chơi thử cái này hay sao rồi nè. Oh, đúng là mình đã chơi thử nó rồi, wow. Hey! We are number one! We are number one! Listen closely! Hay nha, mình thích cái này. Yeah, ok. Tiếp theo là challenge của bạn Yellow1315. Oh my god. What? Gì đấy? Ô, 7 kìa. Thì ra có một cái chứng ngại vào tàn hình mọi người à. Ở đây nè mọi người. Gần như tàn hình á. Mấy cái hitbox của mấy cái cạnh này hơi bị lạ mọi người. Kiểu bị ngược ra ngoài á, nhìn đi. Ờ, nó mừng như cái này á mọi người. Ok, chắc là win. Mình chưa chắc nha, tại vì cái chỗ này nó bị lạ, hitbox bị lạ. Aha. Subscribe cho Long Hunter Gaming. Subscribe. Này là của King CDG. CDG. Ok. Rồi. Gì đây? Ủa gì đấy? Oh what? Cái gì đấy? No way. Mình qua được hả? Ủa? Chào mình. Mình tưởng đâu không có deep lock. Mình tưởng đâu mình spam mình đi xuyên qua khúc đó luôn. Ôi. Hẹp nha. À, ngắn. Không sao. À, ok. Tiêu. Xong rồi đó. Đây là của Debit Dude. Oh no. Gì đây? Oh, Wave Challenge. Rồi, Ship Challenge. No way. Hẹp nha. Oh, khúc đó mình phải lên. Ôi, xem chết. Ôi.
Yeah, bao nhiêu tem nhờ, hình như 4 item hay sao á. Đúng rồi, 4 item chuẩn luôn. Đây là của HuyZGD. Gì đây? Oh, level có nhạc của David Rat luôn, chuẩn. Hay nha. Ôi gì đấy. Oh wow. Oh. Ủa cái này, ủa cái này quen quen nhờ, nhưng mà không phải, cái kia khác nha. Oh. Oh. Cái này mình phải chơi Bandit Mode mọi người ạ. À. Duo là không thể nào Sarit được, khó Sarit lắm. Rồi, ok, ok, ok. À. Alright, let's go. Oh, oh, xem chân, xem chân. Level này là của Cinevengu. Oh, oh, sao mình qua được hay vậy? Oh my god. Oh, mình là thần thánh. Oh, không, 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 không. Không. Oh. Ôi, gì đấy? Ôi, ôi. Bất bát easy. Không. Ôi. Tiếp theo là của Buchita. Buchita. What? Nhà Aku hả? No way. Ôi, cái này hơi bị khó nha mọi người. No way, gì đây? Hẹp vậy? Rồi tham mình các thứ đó mọi người ạ. À. No way. Mà anh em thấy dài mọi người, đừng nên làm dài vậy. Oh what? Ôi, 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 ôi. Mình không tin bạn này đã chơi nha. Tại vì sao? Từ cái đoạn hồi nãy, đoạn này nè. Holy crap. Nó vừa đi nhanh mà còn phải làm gì nữa sao? Sao được? Ôi, thật ra là được nhưng mà khó mọi người. Mình nghĩ bạn này cũng phải biết được mấy câu stream mình rồi đó. Thật ra là không, chứ là bạn này mất global rank rồi. Có nghĩa bạn này hack. Thật ra cách dễ nhất để nhận biết người ta có hack hay không á là các bạn nhìn vào cái global rank của người ta. Nếu như người ta không có thì có nghĩa là người ta đã hack. Đây sẽ là level cuối cùng của ngày hôm nay của bạn Warbotin. Đó, ok. Oh, ơi, cuối cùng có một level nào đó thú vị. Gì đây, ôi. Ôi. Ôi, gì đấy, à, từ từ. Mình có bị lừa không à. Hay nha, hay nha, hay nha. Oh my god, hay vậy. Mình thích level này nha. Ok, vậy là xong rồi đó. Ok. Ok thì mình xin kết thúc video tại đây đâu mọi người ạ. Thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Thì nếu như các bạn thích video thì các bạn cho mình like, mình share. Và đừng quên subscribe mình và đừng quên cái chuông để nhận bắt được kênh nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.